Hello, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục check với cái board FPGA ha. Cái board này mua từ Tàu ha. Board này có tên là Atit nè, Atit 7XC7A100T Vucom board. Vucom tiếng và tiếng Tàu cũng nghĩa là ngủ không, hay là bo này bo tung ngủ không ha, cái hình tung ngủ không thấy chưa đó. Hai bo này được sản xuất bởi cái công ty là QM Tech nè đó. Thì mình đã sử dụng vài cái bo của cái công ty này rồi, rồi đất của công ty này. Nói chung là về thiết kế và về chất lượng rất là tốt ha, mà giá cả còn rất là good ha. Thì board thiết kế là rất đẹp, có nhiều chip xịn ở trên này, như là chip FPGA là còn Atit 7 nè ha, Atit 7 nè, XCBA100T nè ha. Con này là phải số cổng cũng khá nhiều, cũng RAM SRAM cũng khá nhiều, dư xài luôn á. Ngoài ra còn có con chip DDR3 nè, Myron nè. Con này 256 MB ha. Rồi coi. Cái ngoại vi trên bo là có những gì ha. Đây là cái con đây là cái cổng USB nè. USB to chu quạt nè, CB21, CB2100 hay 101 gì đó. Nói chung là con này chip USB to quạt mà loại xịn ha, của Silab nè. Đó, ở đây là có hai cái đèn user là LED nè, rồi hai cái button switch 2, switch 3. Cái này là giống như là cái GPIO key button thôi. Còn phía bên dưới đây nó sẽ có một cái button này là button của FPGA config nè. Đó, khi bấm này cái là nó FPGA sorry config. Thì config thì nó sẽ load bit stream từ cái FPGA data flash nè. Con này là quạt FPGA nè ha. Có 4 đường data luôn á. Hỗ trợ tốc độ truyền rất là nhanh ha. Rồi ngoài ra nó còn có Ethernet file nè, RGMII, có nghĩa là cái RGMII là này có gigabit Ethernet luôn ha, này là bay 1000 luôn nè đó. Rồi đây là cái khối nguồn nè, rồi đây là cái sung clock cho 125 MHz cho cái khối dưới đây. Thấy nó đưa ra cái connector này mình cũng chưa tìm hiểu là cái khối logic này nó muốn làm cái gì đây. Ở đây còn cái system block của nó là 50 MHz đó. Rồi ngoài ra nó sẽ có nhiều một số cái connector kéo CPU vào ra ngoài, như là hai cái BMOS nè đó. Rồi một cái connector 20 pin, rồi có connector bự ở đây nữa. Rồi đây có một cái cổng display HDMI nha, một cổng JTAG đó. Thì cái bo này nó bán cỡ mua lâu không nhớ nữa, nhưng mà chắc cỡ ra số tiền Việt Nam cỡ khoảng 2 triệu đồng ha. Đấy, nó đi kèm theo bo thì nó có một cái nguồn adapter đó, adapter 5V. Còn cái đây là cái Xilinx platform download cáp này, cái này là đi riêng mua riêng ha, mình phải mua thêm cái cáp này nữa. Cái cáp này là mua là cái cáp lên lần lần chứ không phải là hàng diện đâu đó. Nhưng mà vẫn xài được.
chạy được với software của Xiaomi luôn. Đó. Đó. Bo này chỉ có một mặt linh kiện thôi. Màu đen rất là đẹp ha. Ok. Thì giờ từ cái bo này thì có thể làm được những gì? Thì mình có thể dùng cái tool của Xiaolin là Vivado ha, mình để build cái system FPGA, sub core CPU ở trên đó, hoặc là những cái khối logic mình có thể tự build, viết là Verilog gì đó everything. Nhưng mà cái đó là cái kiểu cách làm thiền ngắm, tức giờ là sử dụng tool của Xiaolin rồi design ha. Còn bây giờ mình sẽ giới thiệu một cái công cụ phát triển hoàn toàn mới. Đây. Thì trước giờ mình làm việc có làm việc vài lần với cái project là LightX nè, đó. Ở trên một cái GitHub là LightX Hub nè, Linux on LightX Paris V nè. Thì cái này clone về để tiện thần tạo nhánh và mình sửa, những cái mình cần thiết. Thì cái bo mà ngủ không này là cái bo của China làm, thì nó không có được support trong cái danh sách của trên cái open source này đâu. À, thì về nền tảng cơ bản á, thì đây là cái project open source mà khá là thú vị ha. Không phải là để lập trình để tạo ra cái chip để làm việc cái chip design PGA, thì không phải là những chuyên gia kỹ sư mà gọi là cộng cán thì có thể làm được, mà thậm chí là chúng ta tìm hiểu và ngay cả sinh viên cũng có thể là tự tạo ra chip design rồi, cũng nên tự tạo ra một cái silicon cho riêng bản thân mình rồi. Không phải nghe nói tới chip design thì đừng có nghĩ tới cái gì cao siêu ha, cũng như kỹ sư lập trình firmware thì có nhiều loại, từ chuyên sâu cho tới về cơ bản basic miệng liền giống như Arduino vậy á. Những người mà không có chuyên gì hoặc co với dưới thì cũng có thể làm được, thì đối với hardware thì cũng làm được, chúng ta cũng có cách để làm việc với nó thôi ha. Thì cái LightX thì mình chỉ nói sơ thôi, mình không đi sâu giờ. Thì nó cái bay của nó là nó được sinh ra từ một cái project tên là Mizen nè ha. Mizen á, thì nó sẽ là cái công cụ, là cái ngôn ngữ lập trình FPGA. Nó dựa trên cái Python nè. Nó viết ra là giống như viết ra một cái gọi là một cái sử dụng cái ngôn ngữ cấp cao là FPGA, là Python. Mình đã viết ra và nó sẽ generate ra cái những cái Verilog short code để mình có thể sử dụng nó và mình tổng hợp thành cái FPGA ha, FPGA Bitstream. Thì nó sử dụng nó sẽ define một số cái syntax trong cái Python đó, để nó tạo ra những cái pattern của Verilog để tạo thành một cái design hoàn chỉnh ha. Cái này gọi là FSDL này, Embedded Fragmented Hardware Description Language nè. Thực ra thì nó là một số cái tập hợp những thư viện viết Python ha. Đó. Rồi mình sẽ sơ thôi. Ai có muốn đào sâu thì tự tìm hiểu về cái Mizen và cái LightX ha. Mizen là cái công cụ giống như là một cái support lập trình FPGA bằng cái ngôn ngữ là Python. Còn LightX là những cái bộ thư viện component
được viết dựa trên cái ngôn ngữ FSDL này mà viết ra những cái IP core và những cái gọi là một cái toolbox để cho phép mình build cái system on chip. Thì trong cái layer ấy thì nó sẽ có nhiều cái project, cái sub project giống như là gọi là layer ETS nè, là cái Ethernet á, Ethernet MAC á. Rồi IceLink nè, PCI Express, SATA, Scope, SDK, SPI. À, rồi trong đây có một cái layer nè. Đó. Có những một số DeFi, một số cái bò, một số cái bò commercial từ DCLink, một số bò bên short, số đủ thứ rất nhiều trong đây, DeFi trong đây. Thì đây là những cái bò mà được officially support với cái của Layer này. Tuy nhiên mình đang sử dụng cái bò của China thì tất nhiên không có, mình phải bật vô thôi. Thì đây tạm thời tạo một cái thư mục custom bò nè. Đó, mình cũng theo cái architecture của nó thì mình thêm vào cái platform và một cái gọi là cái target thì đặt tên là ngộ không luôn ha. Đó thì mình theo cái framework của nó thôi, mình define một số cái resort của cái bò này, nó bao gồm cái gì, select là tùy theo cái bò hoặc cái bò mình có resort gì hết ha. Như là select nè, script type mình sử dụng là user key button, input là cái system block input là 50 MHz, một cái switch, một cái switch một thì mình ba mình sử dụng nó thành cái chân CPU reset ha. Đây mình mục đích là mình build cái sub core CPU là RISC-V. Với cái chân serial á mình dùng để UART debug control. Đây một cái API flash là UART ha. Đây là nó có sẵn trên cái PCBA để thực hiện, vừa có thể là lưu trữ cái bitstream để cấu hình cho FPGA lúc mình power up, hoặc là mình có thể chia ra một số partition để mình lưu cái firmware vào trong đó. Rồi còn dưới đây là một cái khai báo như là DDR3 và RAM thì mình theo cái USB của cái nhà sản xuất á, hoặc là cái Cornell Schematic thì mình sẽ update vào cái này nha. Đó, ngoài ra mình có Ethernet này, Wi-Fi ha. Đây là một cái số connector, nó mình cũng làm biến, mình chỉ define mà hai cái connector VMOS thôi. Ngoài ra nó còn có số connector khác nhưng mà tạm thôi. Mình chỉ dừng ở đây. Đây là cái khai báo của platform thì nó sẽ có một số cái constraint cho FPGA, gồm là default clock nè, rồi một số đây là khai báo cái device và device hardware variant, là cái tên của cái giống như cái part number của cái con chip Arctic 7 vậy đó. Rồi khai báo là tool chain sử dụng Vivaldo, rồi đưa một số cái constraint parameter vào trong đó. Rồi đây là cái phần đây là cái phần target nè, thì nó nhìn đó, thì theo cái ngôn ngữ Python thì nó sẽ include một số vài cái thư viện, một cái số component có sẵn vào trong đây. Đây phần đây là cái phần mà clock nè, clock resort group. Clock resort group đó, thì nó sẽ khai báo một số clock domain như là như system clock đó, thì mình là có cái hiệu là chấm cd sys ha, thì cái này sẽ giới thiệu sao liên quan tới cái phần ngôn ngữ
FSDL ha. Bây giờ mình chỉ cần hiểu mường tượng nó như thế nào thôi. Đây là cái một số cái clock, sub clock cần thiết để cung cấp cho DRAM controller. Ở đây thì mình follow hai cái những cái reference design, cái platform design của Like mình follow hay thôi, mình tùy chỉnh. Thì của họ sử dụng clock đưa vào là 100 MHz, của mình là 50, thì mình phải tùy chỉnh cho phù hợp ha. Rồi đây thì mình đưa vào hàm số và CPU nè, set trong clock 100 MHz nè. Ở đây thì mình tạm thời mình không sửa, mình không khai báo internet. Rồi memory, rồi là gọi vào. Nói chung để bọt một cái platform mới vào trong đây á, thì mình sẽ cần tìm hiểu một thời gian thì mình sẽ mới làm được ha. Không có ai mà mới nhảy vô mà làm được đâu. Phải có kinh nghiệm nữa. Thì ok. Đây là cái phần mất file chính của nó. Thì tại sao mình phải sử dụng cái ngôn ngữ FSDL FSDL để lập trình FPGA? Thì cũng giống như là chúng ta lập trình embedded với vi điều khiển dạ. Ban đầu thì chúng ta sẽ học là assembly, rồi sau đó thì chúng ta sẽ học C, C++ và Python ha. Thì đối với assembly là giống như ngôn ngữ cấp thấp, thì đối với FPGA thì là Verilog và VHDL á, cái ngôn giống như là assembly, ngôn ngữ cấp thấp. Còn đối với ngôn ngữ cấp cao hơn thì họ sẽ có là tầm C hoặc là cái gì đó, mình ở đây dùng FSDL á. Thì cái đặc điểm của cái ngôn ngữ cấp cao này là cái tính kế thừa rất là mạnh, và nó viết theo kiểu như là hướng đối tượng, có lớp lang ha. Và một cái đặc điểm cực kỳ mạnh của cái FSDL này là khả năng iteration. Cái khả năng iterate cũng rất là tốt, mình sẽ nó sẽ giúp cho mình giảm bớt được những cái công cái những công việc mà kết nối những cái môi trường của Verilog rất là cực khổ ha. Và mình có thể design một số cái hardware FPGA mà nếu mà so với mình sử dụng phương pháp truyền thống Verilog thì mình sẽ mất rất nhiều thời gian để mình viết và mình mô phỏng debug cái hardware của mình. Mình đã từng làm cái project, một cái project nhỏ, build ra một cái custom IP sử dụng FSDL này rồi, thì mình cảm thấy là nó rất là dễ dàng để thực hiện so với sử dụng Verilog. Vì sử dụng Verilog là rất là khó, mình phải brainstorm cân não như lắm. Sau khi sử dụng này thì mình chỉ cần nắm được một số cái một số cái hư viện cơ bản, và biết cách tạo ra cái data để mô phỏng cái design của mình, là mình có thể build được cái custom IP cho mình, IP core cho mình. Ok, mình giờ mình thử mình build. Đây là cái build nè, mình sẽ build nè. Thì để build thì mình sẽ sử dụng là mình gọi cái command là Python 3 ha, max nè, Python nè. Rồi mình sẽ specify cái bo mình đã tạo ra, bo là bo 10 ha. Ở đây thì mình sẽ build á, build mình để cái option là build vô đó. Ok, rồi còn nếu mà build xong rồi thì mình sẽ có hai option khác,
những cái FPGA nào mà có cái chip mà data flash để lưu cái bitstream á, mình có thể gọi command flash này ở đây mình có define phía trên đây. Define này. Đó. Đây là cái RT nè, đây là cái prevalent platform officially support với cái client ha. Thì mình chỉ cần follow nó và mình build ra cái một cái phụ công cái ngộ không là ha. Hai rồi thì đây nó sẽ cái nó sẽ có hai cái method load nè, flash nè. Đó, load thì mình chỉ là dùng cái chạy tác làm load tiếp lên cái bitstream lên cái FPGA, còn flash thì mình sẽ flash cái bitstream lên cái FPGA data flash, và sau đó thì mỗi lần khi mà mình power on nó cái bo nó tự động nó config, nó load cái bitstream config mà mình nó cái design mà nó không bị mất ha. Còn cái load này á, là mình chỉ để lúc mình debug thôi, mình test thôi. Ví dụ như bây giờ mình chạy load lên coi. Load nè. Rồi sao ở đây khi load xong á thì cái RISC-V này sẽ work nè. Nó sẽ chạy cái mod là giữa cái mod là bootloader, nó sẽ boot up cái RISC-V CPU này lên và nó khởi động DDR-RAM lên. Đó, mình thấy là main test ok. Nó sẽ báo là booting from serial nè, thì cái này cái BIOS này cho phép mình boot cái Linux hoặc là cái firmware một cái application nào đó từ một số cái boot device như SVN Flash hoặc là UART hay gì đó tùy theo mình define trong cái BIOS ha. Thì cái phần này mình không có cái firmware thì nó chỉ chạy là nó dừng ở cái bootloader khỏe thôi. Đó. Rồi, hé là có một số cái comment nè. Comment nó hỗ trợ từ cái BIOS này đó. Mềm. Đây. Đó. Đó, đây là cái test đi RAM nè. 260 MB nè, có tốc độ là 262 Mbps nè. Rồi tốc độ read là 327 nè ha. Thì mình chỉ giới thiệu sơ về cái like thôi. Like nha. Đây là một cái tool rất là cực kỳ mạnh ha. Và đồng thời là open source nữa. Chỉ có cái là một cái là cũng phải sử dụng trong cái hãng Selenium, đó là cái synthesizer, là cái Vivido ha. Nhưng mà Vivido thì Selenium cho phép mình sử dụng free, mình thể tổng hợp thôi, chỉ nó là cái tool gen thôi, ngoài ra mình còn không sử dụng vào cái mục đích khác. Đối với FPGA của Xilinx thì chỉ có thể là sử dụng cái tool của Xilinx để synthesize và layout trên chip và deploy trên đó thôi, chứ không có cái tool chain oversold giống như là của Lattice. Ok, các bạn nào nếu có cảm thấy nó thú vị thì có thể thử với cái Lightx và cái Mizen này như thế nào ha.